Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm món gà chiên nhé, bằng nồi chiên không dầu nhé. Nó rất là nhanh và đơn giản. Thịt gà các bạn mua về các bạn sát muối cho mình thật sạch và rửa sạch lại. Và các bạn khía cho mình lên cái phần đùi gà như này, những cái phần này để cho nó ngấm gia vị á. Bây giờ mình sẽ cho hạt lêm rồi, muối này và dầu ăn vào để mình ướp trước để cho nó ngấm gia vị nhé. Hôm nay mình dùng cái bột chiên nó tẩm sẵn thêm gia vị rồi, cho nên mình chỉ cần ướp một ít thôi trước để cho nó ngấm trước này. Các có thể dùng bột chiên thường nhé. Cái này rất là đơn giản thôi, nhưng mà làm theo cái cách này thì chúng ta nhàn hơn rất nhiều, không bắn dầu mỡ. Ít muối, ít hạt lêm nhé, càng ngon như vậy thôi. Đây thêm ít hạt lêm, đây là nửa thìa cà phê hạt lêm này, nửa thìa cà phê muối như loại nhỏ thôi, thìa nhỏ xíu. Và thêm cho mình 2 thìa cà phê dầu ăn nhé, để cho nhanh ngấm gia vị nhé. Để này khoảng 15 phút cho nó ngấm, sau đó mình sẽ phủ nốt bột chiên giòn vào. Các bạn dùng bột chiên giòn thông thường hoặc là bột chiên tẩm sẵn gia vị cho mình nhé. Chỉ cần một lớp bột mỏng để cho nó bám trên mặt của miếng thịt thôi. Rồi đợi 15 phút sau mình tẩm bột nhé. Sau khi tẩm được gia vị được khoảng 15 phút này, bây giờ các bạn phủ cho mình bột lên đều lên miếng thịt nhé. Trong có một lớp bột mỏng. Các bạn cứ đổ từ từ thôi để mình xoa đều đã, để cho nó bám vào miếng thịt đã. Chúng ta không cần để cho nó bám nhiều, nó bám vừa thôi. Không là nếu mà bám nhiều quá nó thành cái lớp bột trắng quá thì khi mà chúng ta đang chiên ấy, nó sẽ không ngon ấy. Thì chúng ta không chiên với dầu mà chúng ta chỉ như kiểu là chúng ta nồi chiên không dầu, chúng ta nó là cách nướng chứ cũng không hẳn là gọi là vậy thôi. Đấy, chúng ta lại để cho cái bột trắng này nó không còn khô, nó vẫn bị dính vào cái miếng thịt nhé. Nên các bạn cứ đổ từ từ, chúng ta bóp nhẹ để cho cái phần bột trắng này nó bám vào cái miếng thịt. Đợi thêm một chút nữa rồi sau chúng ta sẽ mang đi chúng ta chiên. Rồi bây giờ mình chỉ cần 2 lần như vậy thôi, mình có một cái phần bột bám như này rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái nồi chiên không dầu để mình chiên nhé. Các bạn cứ chiên cho mình cứ 10 phút thì các bạn kiểm tra một lần nhé. Mình chiên ở cái nhiệt độ cho mình là 130 đến 150 độ thôi. Rồi, bây giờ mình chiên là được. Các bạn ơi, khi mà mình chiên xong thì các bạn nhìn không? Được mỗi bên là mình lật khoảng một lần mà thành ra là mình chiên khoảng 20 phút. 25 phút ạ, chính xác là 25 phút ạ. 5 phút để cho mình không bị đỏ xương á. Bạn thấy không? Cái đùi này ngon như này. Còn một ít bột mỏng bên ngoài. Nhìn màu rất là đẹp mắt, mình quay gần cho các bạn xem nhé. Đấy là cách chiên gà bằng nồi chiên không dầu, cực kỳ nhanh và đơn giản đấy. Bây giờ mình sẽ dừng cái clip này đây nhé. Giòn, rụm, ngon ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.